Thưa quý vị, lợi dụng tình trạng nhiều khách hàng gặp khó khăn khi xác thực sinh chắc học hai ngày qua, các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng đề nghị hỗ trợ cập nhật sinh chắc học. Ngân hàng cảnh báo khách hàng tuyệt đối không bấm vào link, không cung cấp thông tin, bảo mật tài khoản, dịch vụ ngân hàng số, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dịch vụ thẻ, số thẻ, mã OTP, thông tin tài khoản hay bất cứ thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng, thông tin cá nhân nào khác, cũng như không chia sẻ các thông tin cá nhân, thông tin dịch vụ ngân hàng, thông tin giao dịch ngân hàng lên mạng xã hội để tránh bị đối tượng lừa đảo lợi dụng